Color Man, đậm đà hương vị truyền thống. Yeah, come on. Woohoo. Ai, thật là mệt mỏi, ngày hôm nay vẫn chưa tìm được ứng cử viên nào để vô mà tham gia cái nhà hàng chuẩn bị xây cho bộ tập. Thật là buồn. Cảm ơn hai huynh. Hẹn gặp lại. Cảm ơn Giàng huynh và Đỏ huynh. Xin chào. Bye bye. Thưa quý vị, lại vui mừng gặp lại quý vị ở tuần này. Chương trình Thiên đường ẩm thực do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên HTV7. Và xin chân thành cảm ơn nước mắm Color Man đã đồng hành cùng với chương trình. Ngày hôm nay rất là vui vì có nhiều ứng cử viên ứng tuyển vào những vị trí mới của nhà hàng sắp xây. Xin mời. Trời dạ. Ơi. Trời trời. Chào sếp. Ủa? Dạ em chào sếp. Bé này được nè. Dạ. Bé này có cái cốt ở đợ nè. Em nghĩ là tại vì đi xin việc mà dàn trai xinh gái đẹp đó, em phải tạo điểm nhấn để sếp nhìn thấy em trước tiên. Đứng lên con, đứng lên con. Tụi em xin việc làm, còn chị đi làm mẫu xin. Làm gì cũng được, miễn ở đợi là được. Rồi, giờ gái nè. Dạ. Rồi, giới thiệu lý lịch bản thân nè. Dạ, con tên là Thả Như Mèo. Con đến đây để làm cái gì cũng được à. Con có khả năng ăn rất giỏi tất cả các món ăn à. À, có người yêu chưa? Dạ, chưa. Chưa hả? Nhà hàng chúng tôi chỉ tuyển người đã có người yêu thôi. Ủa? Rồi, loại. Dạ, em là Võ Đăng Khoa. Dạ. Có kinh nghiệm về nhà hàng ăn uống chưa? Có, dạ. Có một cái quán dân mập ở dưới miền Tây á. Sao em biết? Em là vợ anh mà. Đó, là cũng có người yêu rồi luôn. Bồ bé bên kia. Mới quen cách đây 5 phút. Mới quen cái đợt. Một tình yêu lừa dối loại. Bé này là có gốc gác ở bên châu Âu nè. Sang nè, thấy sang nè. Sang nè. Năm phòng rõ ràng. Đó. Nói cái gì nghe cho người ta biết mình biết tiếng nước ngoài rồi. Hoshers. I'm the jeans. Jeans Lil Hortons. Nhưng mà nói chuyện sao thấy mỏi miệng vậy? Kệ ta nước ngoài nó muốn nói gì ta. Cái kỹ năng của em á là giữ im lặng rất tốt. Em là người biết giữ bí mật nên em có thể im lặng suốt từ đầu đến cuối trong quán của mình. Chương trình của tôi là chương trình để ghi hình phục vụ khán giả và im lặng. Rồi. Dạ em là Phạm Nguyễn. Đọc. Thì nói về ăn uống thì em rất là rành. Đọc. Ngày hôm nay em đến đây để xin nộp hồ sơ để xin làm chủ. Để xin làm chủ. Hả? Dạ. Mới bước vô thấy cao hơn ông chủ rồi thấy con. Đoài. Đoài luôn hả? Kỳ vậy. Hồ sơ luôn. Nè. 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 Đâu cái gì điểm mạnh rồi? Bé này khéo lắm. Dạ. Em thương quá hệ mời vô. À hệ vô. Dạ em xin nộp hồ sơ cho công việc là việc nhà lương cao. Dạ hết. Làm năng khiếu có khả năng là làm gì giỏi? À năng khiếu em có thể nói tiếng Huế. Hết. Cái gì vậy Mỹ? Người Huế thì nói tiếng Huế. Chương trình là bình thường mà. Làm ở miền Nam mà Mỹ. Em việc gì em làm cũng được. Biết nấu ăn không? Dạ biết nghe. Nào giỏi nhất. Phá mắm Huế nghe. Tiếng Huế là một trong những tiếng rất dễ thương. Dạ. Mà qua giọng con Huế giọng quá. Này làm người Huế buồn loại. Em nghĩ là nên giữ bé này lại. Sao vậy? Tại vì mỗi lần mở nhà hàng mà đúng không? Có nhiều khách tới kiếm chuyện, chỉ cần để con bé này ra là người ta đập luôn cái quán. Đó là người ta sợ liền. Nhìn đập cái quán đó ông chủ. Đây, đẹp trai mà vừa tầm nè. Vừa tầm á. Bây giờ em thấy cũng loại hết rồi đó. Nên là chắc em cái sản xuất em được nhận cao đúng không? Dạ. Em năng khiếu khả năng làm gì? Năng khiếu em là Lê Xuân Tiền. Năng khiếu khả năng là năng khiếu phi công, khả năng lái máy bay. Rồi. Đúng rồi. Em đưa những cái khách hàng sang về cho quán mình. Quán tôi là quán bình dân. Bán cơm bình dân. Rồi. Mà lấy. Ủa
Vậy có cô anh tuyển gì vậy? Hả? Anh tuyển gì? Anh tự làm luôn rồi. À, tôi có cần tuyển một cô gọi là lễ tân. Lễ tân. Đó. Đẹp. Đẹp. Thôi. Đẹp. Đẹp à? Nhưng không bài à? Đẹp à? Không bài à? Lên láng đẹp kìa. Đừng có đẩy tôi ra nữa. Vô. Không cần phải nói, tại vì những người đẹp người ta không cần phải nói. Là chúng ta tiếp tục chương trình. Vậy? Thì thôi thì bây giờ vậy, hôm nay chúng ta đến đây không được nhận thì cũng sẽ giúp tôi để tìm ra những ăn ngon. Dạ. Hôm nay tôi có mời một vài đầu bếp tới. Wow. Để làm những ăn ngon, chúng ta việc của chúng ta là thử món thôi. Dạ. Đó, và chỉ có đội thắng mới được thử, đội thua ngồi nhìn. Dạ. Vậy thôi. Thôi mấy cái nhìn dễ mà, có gì đâu. Ủa thay vì thắng thì được nhận vô làm luôn đi chứ. Về dân mặt đẹp. Chỉ là số làm chủ rồi. Thôi bây giờ lên bàn ghế ngồi cho đàng hoàng tử tế nè. Dạ đúng rồi. Xin mời nè. Thưa quý vị thân mến, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay sẽ là hoa củ quả. Những món ăn làm có dính tới hoa, dính tới củ và dính tới quả. Có gọi gọi cuốn hoa. Gọi cuốn hoa. Đúng rồi, đúng rồi. Pizza 5 loại hoa. Hoặc là bò xào bắp thiên lý. Đúng. Ngon ha. Dạ. Món nó ngon. Dân dã luôn ngon quá. Nghe cái thấy thèm liền, nó bụng liền. Dạ. Củ thì có những củ gì? Khoai lang. Củ sen. Củ sen. Khoai mì. Củ hủ dừa. Không, nói củ á. Củ. Nói củ hủ dừa đây. Đang nói cái các loại củ á. Rồi rồi. Củ dền. À, củ dền mà hầm với đuôi heo. Trời ơi. Nhất xứ giao chỉ luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ thêm món ăn ha. Món ăn ngày hôm nay cũng là những món ăn ngon và tốt cho sức khỏe. Xin mời. Welcome to các thần dân của bộ tộc vui vẻ. Ngày hôm nay, chính tại nơi này, thời điểm này, Thiên Đường Ẩm Thực sẽ ban tặng những món ăn hết sức tinh túy từ thiên nhiên, được chế biến từ các loại hoa, củ, quả. Và bây giờ, không lòng vòng, sẽ khai tiệc bằng món cháo hoa hồng. Nghe cái tên thôi mà đã tò mò, muốn xem nó như thế nào rồi đúng không? Cách chế biến rất đơn giản, nhưng rất là thu hút đấy nha. Vứt cánh hoa hồng là công đoạn đầu tiên cần làm để có món cháo. Sau đó rải đều vào nước sôi để lấy hình thật đẹp. Và rồi vớt xác cánh hoa hồng ra, bỏ vào chén. Còn nước thì lấy để nấu cháo. Cho gạo vào nước được nấu bằng cánh hoa hồng. Cho thêm đậu xanh để thơm mùi đậu xanh. Cho thêm nếp dẻo để cháo được dẻo và thơm ngon hơn. Bây giờ chỉ việc chờ cho chín thôi. Wow, cháo chín rồi. Cho tiếp thịt băm vào nồi và khuấy đều. Còn cánh hoa hồng thì xoay nhuyễn bằng máy xay sinh tố. Sau đó sẵn tay đổ nhẹ nước hoa hồng vừa xay vào nồi. Nêm nếm gia vị phù hợp và mang ra ăn thôi. Múc nhẹ một muỗng cháo hoa hồng, hương thơm đã sộc thẳng lên mũi rồi nè. Ăn thử miếng cháo, chắc chắn sẽ phải ăn thêm một muỗng nữa cho mà xem. Chưa chịu dừng lại ở đó, Thiên Đường Ẩm Thực còn có món hoa hẹ né Thái, hết sức là hấp dẫn. Hoa hẹ được kết hợp với một tảng bò Kobe, một ớt chuông xanh, một ớt chuông đỏ là đủ để có thể chế biến món hoa hẹ né Thái rồi. Vừa thơm ngon lại vừa bổ dưỡng. Mà lên, mà lên. Mà lên, mà lên. Cắt ớt chuông là công đoạn đầu tiên cần tiến hành ngay để hoàn thành món hoa hẹ. Tiếp đến cắt đôi hoa hẹ ra làm hai. Cắt bò thành hình vuông theo tỷ lệ 2:2. Cho một tí xíu dầu ăn vào nồi. Đợi đến khi dầu sôi lửa bỏng thì cho ớt chuông vào trước. Sợ đâu mà sạm lắm. Cho một ít tiêu đen. Xịt thêm tương ớt nữa là xong luôn rồi. Cuối cùng đợi đến khi vừa chín, cho hoa hẹ vào để hoa vừa giòn vừa ngọt, không bị mềm. Đảo thật đều tay rồi tắt lửa cái rụm là thánh thần ơi, coi ngon chưa kìa. Nhìn hoa hẹ tươi xanh, giòn sụm,
là muốn cắn một cái thật đã. Kèm miếng bò nữa thì quá tuyệt vời luôn rồi. Hãy thêm món hoa hẹ vào thực đơn của bạn đi nha. Món tiếp tục chắc chắn sẽ cho dàn khách mời của chúng ta xao xuyến. Đó chính là món hoa đu đủ đực vị Thúy hải sản. Hoa đu đủ đực là một loài hoa có vị đắng và rất tốt cho sức khỏe, được kết hợp với vị ngọt nhẹ nhàng sông nước của hoa điên điển, kèm với hải sản tươi sống, tôm, mực thì còn gì bằng. Công đoạn đầu tiên là cắt cà rốt, để qua một bên khi nào cần mới sử dụng. Sơ chế tôm và mực, sau đó luộc sơ qua nước đang được đun sôi 2000 độ. Vớt mực và tôm ra cho ráo nước. Chế một ít dầu ăn, hành phi và cho tôm, mực vừa được luộc vào để chiên. Thêm một ít tiêu, hạt nêm cho đậm vị. Và cuối cùng là cho hoa đu đủ, điên điển và cà rốt đã được bao vào nồi. Xới đều tay để các nguyên liệu được thấm gia vị. Quả thật là một món ăn ngon khó cưỡng, đầy dinh dưỡng mà. Sự kết hợp độc đáo này đã làm món ăn thêm hấp dẫn quá đi. Vừa ăn vào là cảm nhận được vị đắng, vị ngọt hòa lẫn trong miệng thì chỉ có ở Thiên Đường ẩm thực thôi. Và cuối cùng, chương trình sẽ chốt đơn bằng món giò heo hầm Atiso. Hoa Atiso là một loài hoa được trồng từ thành phố Mộng Mơ. Hoa có vị ngọt khó có thể nào quên được, đặc biệt lại còn hầm với giò heo thì chắc chắn đây sẽ là một món chiếm spotlight của vòng này rồi. Đầu tiên cắt hành tím, hành uro và hoa Atiso, cho giò heo vào nồi và hầm đến khi giò heo chín. Tiếp đến sẽ thêm các nguyên liệu vừa sơ chế vào hầm cùng, nêm nếm gia vị phù hợp, chờ khoảng 20 phút là mang ra thưởng thức thôi. Múc một miếng giò heo, chan một ít nước hầm mà ăn thì hương vị không còn gì bằng luôn á. Vừa ngọt, vừa thanh, vừa hài hòa, đã tạo nên một món hầm đỉnh cao đây rồi. Đây, đây là những món ăn tốt cho sức khỏe của chúng ta. Dạ, quá ngon ạ. Ủa, là mình có bưng ra ăn không? Mình phải chơi trò chơi. Dạ. Đội nào thắng được ăn, đội nào thua ngồi đó phục vụ cho đội thắng. Chơi. Em đến với chương trình này chưa bao giờ em được ăn hết á. Thiệt hả? Dạ. Vậy đó, thì bây giờ cũng vậy thôi. Vậy bây giờ cũng vậy thôi. Ủa, lát mình chơi mình hòa nhau đi ha. À, mình hòa không được hòa. Anh Giang bằng cỡ nào cũng cho người thắng người thua thôi. Sao hòa được? Hòa là món ăn đó sao? Tính thì ăn chung. Ăn chung. Chúng tôi là một gia đình mà. Nhưng mà sao vậy? Chúng ta đi làm cũng nhiều. Chúng ta biết chứ đúng không? À, đừng nói nặng cho em được rồi. Được rồi. Trò chơi của chúng ta là trò chơi chọi cầu. Chọi. Hai bên chọi vào bạn. Đúng vậy. Hai đội có vạch mức không được lấn qua. Đội bên đây chọi, bên kia phải né. Ai bị dính là bị bắt về làm con tin. Nhưng mà cái cấu hình bên này cấu hình thể thao, giống như giống như chơi u ngày xưa vậy đó. Còn nếu như anh chọi thuận mà thuận chụp được hay là anh bị bắt về làm con tin. Hiểu chưa tới khi nào đội hết rồi thì thua. Tiên chọi mèo đi, để mèo bị bắt. Khi một người bị bắt làm con tin, ví dụ như Lan bị Thuận bắt làm con tin thì anh sẽ chọi Lan để Lan chụp được. Dạ. Là em sẽ được cứu về. Em được cứu. Đổi qua đổi lại. Ủa, vậy là nếu mà là Lan chụp được bắn xa là cũng là được cứu về hả? Cứu em bị bắt là em về nè. Đúng không? Hả? Lan, mình bị bắt mà mình chụp được cầu của đội mình là mình được đi về luôn. Anh nếu như bị bắt mình phá tay thì sao người ta chụp? Chương trình chúng tôi có nhiều em nhỏ xem, xin được xin bạo lực. Rồi, sẵn sàng chưa? Dạ. Dạ rồi. Chúng ta sẽ chơi nhiều lượt, đội nào mà thắng nhiều lượt thì chiến thắng. Lui ra sau bãi cỏ nào. Sau bãi cỏ. Trời ơi, okay. Xin cỏ là chết với tụi rồi, em rồi. Chúng ta di chuyển thoải mái ha. Nhớ chạy lên thì xuống bình thường ha. Đừng để người ta bắt được mình nha. Bên đây chơi trước nào. Em cởi giày ra trước cái đã. Đúng rồi. Ủa, có một cái chạy lên, chạy lên. Có một cái cầu ha. Bây giờ chạy qua chạy lại. Chạy lên. Ê, đem bảo vậy. Đôi cao lên, đôi. Chớp mắt. Yeah. Trời đất ơi. Em có khiếu lắm. Chọi lý quá. Chọi lý quá. Khoan. Chọi tiền đó. Khoan.
Rồi, tiếp tục. Mình chụp được mà, mình chụp được mà. Mèo, ủa, cho hai, ủa, cho hai cầu rồi, cầu rồi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, cầu. Chị quá. Mèo, mèo. Cái cầu, có một cái cầu đó. Thưa quý vị. Mày ơi, chạy đi. Anh người tạm biệt anh đi sơ. Nè, là đâu mình tôi rồi. Một không nha, chúng ta thua rồi. Thua thì thua chơi trước. Sao sao tôi như con chuột vậy? Ủa tiếp hả? Một không rồi, tiếp tục kìa. Không đây 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 đây, không ai đây đi. Anh Khoa ở đây. Khoa ở đây. Anh Khoa ở đây. Không phải là được rồi. Anh Khoa ở đây. Đây. Không chậm được, lùi lùi lùi. Quên quên. Anh lùi, sao lùi. Vậy? Lùm 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 lùm, chơi sao chơi chơi. Trẻ kem coi mọi người ơi. Trời nhanh, trời không nè. Là động tác giả. Trả thưởng. Ê, không chậm được. Đưa bên kia. Ủa, anh rồi bên này chạy qua. Bên em chứ. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Đứng sau lưng, đứng sau lưng. Lan đứng nè, sau lan lưng. Nè, lan nè. Cứ đứng sau lưng. Lan. Chết rồi, thôi. Không, dính. Dưới đất. Dạ, chọi, chọi, chọi luôn, chọi. Trời ơi, mèo qua đây. Lan nè, lan nè. Khoan, khoan, bây giờ nè. Đi về đi, đi về đi. Mình phải tin chiến thuật. Đúng, đúng, đúng. Mình cứ bắt người ta đi, không cần phải cứu. Bắt hết là người người của mình phải tự nhiên về rồi. Chính ơi, cứu tao. Xong rồi, giờ sao? Tới lượt bên đây nè. Rồi, từ từ. Ê, xong chụp. Ủa? Chưa, từ từ. Một mình chống lại tất cả nha. Chạy, 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 chạy. Thôi nghỉ đi, chứ chơi gì nữa mà chơi. À, mệt quá. Thôi không sao, không sao. Em cảm thấy em như một con chuột vậy đó. Tiếp nước đi, tiếp nước đi. Trời ơi, em đã chửi thôi. Trời ơi, em ôm chị như con trâu nước vậy đó. Em cũng mệt vậy. Dạ, tụi em chưa ăn sáng à. Dạ. Rồi, vô. Thầy ơi, khỏi đường ra nha thầy. Ném mình đó. Không chọi tôi đó. Trời ơi, cái gì vậy? Ơi. Né đi nào. Ơi, chúng ta có chiến thuật rồi. Đúng rồi. Chọi vô cái áo, dính luôn. Chọi vô cái áo. Dính luôn. Dính luôn. Chết chân rồi, chết chân rồi. Ủa, ma chưa? Ủa, chú ăn rồi. Cái gì vậy? Khoa. Để đi. Anh chú ơi, mà anh Giang. Giang, đây. Giang, đây. Chị. Giang. Đi liền. Đây. 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 Về nha. Chưa. Về nha. Thấy hình không? Thấy hình rồi. Khoa. Cho em chụp lại. Dạ. Rồi. Cô đừng nha, cô chụp nha. Khoa sao được đó? Cứu tôi về trước đi. Thôi thôi. Thôi. Cứu tôi về trước đi. Đừng có cứu. Dạ. Nè.
cơ hội ra. Trời mèo không tốm tiền lại, không cần chạy cho mèo. Trời tốm tiền lại, trời chạy đi đi, chạy đi đi. Mèo lấy 200 đồng tiền trước đã. Anh tiền chụp đầu ông lại đi, chụp đầu lại đi, chụp đầu ông lại rồi, chụp đầu ông lại rồi rồi. Chết nha, chết 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 chết. Dưới đất, dính dưới đất. Dính dần, dính chậm. Dưới đất, chưa dính. Chưa dính, chưa dính. Chưa dính, chưa dính. Dính ra mà. Tức là vậy nè, rớt xuống đất, xuống đụng cái chân thôi. Trời ơi. Trời tiền mà. Trời. Trời ơi. Trời. Trời ơi. Tôi kích quá đi nè. Yeah, vô đi. Coi đâu. Coi đâu. Coi đâu. Coi đâu. Coi đâu. Coi đâu. Rớt rồi. Ôi mời dính lại nhanh. Ôi mời dính lại. Ôi mời dính lại. Rồi. Quá mệt rồi. Kết thúc trò chơi, đội Khả Như thua toàn tập. Rồi, thôi, ăn nào. Đây là những món ăn của chúng ta. Trời ơi, nhìn vui. Trời ơi. Trời ơi, quá ngon. Khói bốc lên luôn. Thấy cũng bình thường thôi, có đâu thèm. Ủa sao vậy khoái? Ủa vậy hả? Ủa đâu biết. Cháo hoa hồng. Thực ra là cháo thịt bằm thôi. Nhưng mà nấu bằng nước hoa hồng. Đó. Hoa hồng là một trong một cái loại hoa mà nấu được nhiều thứ. Nấu được nhiều thứ và làm được nhiều thứ về dưỡng da rồi ha. Nước hoa. Rồi nó là một biểu tượng của tình yêu rồi ha. Hoa hồng có gai, chạm vào gai là chạm vào anh đó. Vậy mình ăn không hết, mình lấy mình sức mặt được không? Không, sức bây giờ luôn nè. Dạ, 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 trời thua chị không dám. Trời tao ơi. Biết sao đội mình thua rồi. Để về em hái mấy gai hoa hồng cho chị đắp. So về sức khỏe và cả trí tuệ luôn, mình vẫn thua ba Trinh. Và sự cô đơn nữa. Trời đất ơi. Rồi mình hơn hẳn người đội mới kia bằng sự cô đơn. Rồi, việc đầu tiên là chúng ta phải nặng muối tắc. Dạ. Đem giúp nặng cho. Không. Em giúp được. Không được rồi. Khi mình nặng là anh phải chăm chú. Em nặng cho, em phụ cho. Sau khi mà chăm chú thì thấy thèm một vịt lộn hết sức. Sau khi mình nặng xong mình đừng có bỏ này liền nha. Dạ. Sai lắm. Cho ẩm thực lên rồi phải chấm vô đây. Sao chúng ta bắt đầu. Ôi. À. Ôi. Wow. Giờ mới biết. Cái này có ngon lành gì đâu Lan. Thiệt. Nhưng là... nhưng nó tăng thêm nỗi đau bên kia. Món đầu tiên là rồi. Đau món gì anh? Bò sập bông hạt. Em giúp cho. À khỏi ha. Có tay có chân nha. Chúng ta chấm vào miếng nước tương. Rớt kìa. Đây, đây chị cứ làm gì đi, em che mặt chị cho đỡ nguy. Ngon anh nha. Bò rất mềm, hệ rất giòn. Không tin nào, muốn thử à. Rồi thắng đúng không? Dạ. Mời ăn. Trời ơi. Trời, mình lại Lan. Lan. Thật sự á. Ủa cái gì vậy? Nè chị nói cho em nghe. Chị, để chị giúp. Mấy này chị giúp được đâu chị? Không cần nào. Không, cá không ăn muối, cá ương. Em cãi anh chị trăm đường thốt nốt đó. Trời ơi. Đúng là cái lưỡi không xương nhiều đường thốt nốt là bà. Chứ mày miệng bà là... Ăn trái ớt cho đời bớt cây đắng. Sao mà cái miếng vậy mà quăng được anh hay chị thì... à, bên đó mình cũng có đồ ăn mà mình lấy lên ăn đi. Cái gì đâu ơi, em thôi, thay. Đừng đừng. Mình dạng tiên mà mình phải ăn qua quả. Sao con bé này hay nói trước mấy cái của người ta quá. Thật sự thì chúng em không có đem gì theo, chỉ đem một hũ túp mỡ theo để ăn nhiều khi. Đây là chương trình chúng ta đi quay gì chúng ta cũng biết mà đúng không? Dạ. Phải tôn trọng luật chơi. Dạ. Xin dạ. Phép tịch thu hết. Alo. Anh ơi. Đây. Trời ơi, trong kia còn cơm cháy trà bông luôn, tùm lum hết trơn. Xin phép cởi áo lên nha. Anh ơi, anh gì vậy? Lên nó bực. Trời ơi. Trời ơi.
chơi đi chơi. Đi chơi mà cồn đồ vô quá. Trời. Ủa sao lúc nãy em ôm chị em không thấy cứng cái hộp vậy ta? Đây. Ủa trái cây cũng đỡ. Thôi có trái cây. Thôi đỡ, đỡ đi. Không phải ăn đâu ạ. Mình là nghệ sĩ với nhau. Mình ngồi ăn mà để các bạn mình nhìn miệng, tâm mình không ăn. Mình sẽ chơi trò chơi. Ai chơi được là được ăn. À. Rồi, và trò chơi này ở vòng cuối chương trình mình sẽ chơi. Ủa? Không, bây giờ cũng không được ăn. Đây nè. Đào ghê. Cái gì vậy? Này, hoa đu đủ đực với bao nhiêu điển. Ủa anh? Cá rột. Tại sao mình lại dùng đu đu đủ đực mà không dùng đu đủ cá? Anh ơi, tụi em không phải không? Tụi em biết nè anh, tụi em được trả lời. Xin mời Khoa giảng cho bạn về sinh học đu đủ. Hay quá. Thôi, giảng cũng không được ăn đâu, khỏi giảng. Ngon quá anh. Anh bị mắc nghẹn hả? Cái sự nhẫn của bông đu đủ á. Cái nhẫn đó là cái tàn nhẫn của anh đó, chứ không phải là cái nhẫn của bông đu đủ. Còn đây là cái nhẫn nhịn của tụi em nè. Mời anh. Ăn cái bông đu đủ vô. Tiền ăn đi. Mèo nhìn tiền ăn mèo hạnh phúc lắm. Em không dám gấp luôn á. Cái đu đủ này á, cái cây đu đủ làm được rất nhiều việc. Cái trái khỏi nói rồi ha. Cái bông á thì mình ăn như vậy. Cái lá thì mình bầm ra mình xào. Thơm quá anh. Nếu như thôi mà anh được Lan đút một cái chắc hạnh phúc lắm. Khoan. Đút, ok anh, được hết. Đừng có đút cái dĩa vô người anh nha. Hạnh phúc chưa? Thôi bớt hạnh phúc về. Em bỏ dĩa cái này đủ rồi, bên chị có tự trọng. Đúng rồi. Vậy thôi. Không mà cái đó nút cũng được đó. Nó nói chứ chơi đi ha. Đó, dạ, chưa? Chơi đi ạ. Em biết rồi, em rút kinh nghiệm mấy lần trước. Dạ. Hát bài nào có trái vú sữa. Có một bài nhạc rất nổi tiếng gần đây. Nhớ mùa du xưa chưa? Mùa du xưa đến rồi. Với bao nhiêu nồng tháng niên à. Đó là chôm chôm. Cái bà mà bao ngày mẹ ngóng. Không bao ngày mẹ mong. Mẹ mới sinh con đó. Chào đời. Mẹ mới sinh con chắc chắn con. Trời ơi. Ấp chồng du xưa. Quán buồn thật sự á. Trời ơi, anh Giang ơi, cái này không bên anh đường nghe anh Giang. Đây, trái cam. Trái quýt. Bà nói trái quýt đi. Trái quýt. Quýt cây bè nổi tiếng ngọt ngay à. Ai ăn rồi nhớ mây miền Tây. Ngon ngon ghê. Cái miền Tây má hay hay. Chân Phật bình thế hệ. Một mình Khả Như được ăn. Cái tổng rồi kể bài. Cái em về đi. Thôi kệ, chị ăn là em vui lòng rồi. Rồi để tới đây, Khoa. Sa-bô-chê. Hình như không có bài gì. Có, Khoa. Có. Sa bô chê, sa bô chê. Sa bô chê, sa bô chê. Sa bô chê, sa bô chê. Mày ba nói tăng. Mình em không nghe được chữ sa bô chê luôn anh. Mình nghe chế rồi chê không hả? Thôi được rồi, nhớ mùa sa bô chê. Đây, thử cái vô heo hầm ớt. Nước rất là thanh tao, nhẹ nhàng. Có một loại atiso đỏ mọi người biết không? Dạ biết ạ. Dạ biết ạ. Dạ, là gì? Là một loại atiso màu đỏ đúng không ạ? Nó là hoa hồng gì đó. Nó là cái gì đó? Cái bông nó nhỏ xíu đúng không? Nó là nước, nước màu đỏ đỏ. Ủa chứ không phải bông súng không? Không phải, nó lại cái tên khác là hoa lạc tiên thì phải. Bông anh Giang đừng có nhớ cái này, tụi nó hay cắt cái chiếu cái bút này lắm. Con lạc đà với con đà nữ lên lên mạng lâu lắm rồi. cái hoa atiso đỏ là hoa bụt giấm. Cái hoa mà nhỏ mà nó nở bung lên rất là đẹp. Cái hoa mà người ta để làm thức ăn và làm đồ uống đó. Làm nước uống. Anh đã từng nấu cái hoa đó với lại đuôi heo á. Tuyệt vời lắm. Có vị chua nhẹ. Đúng rồi, ăn đúng rồi. Mà cái màu khi mình nấu ra màu đỏ thành màu hồng nhạt nhạt đẹp lắm. Đây, Trinh nè. Cam, trái cam. Cho em lại đi. Không, Trinh. Em cam chiều chấp nhận được yêu anh trong trái ngang khổ đau. Nó là trái cam chứ không phải là chữ cam. Em trái cam. Ủa? Chiều đi vô lấy. Ê khoan, cái bài vườn cây của ba có trồng cam không? Đúng rồi. Khoan, thử suy nghĩ coi. Khoan, dễ nè. Má chồng Giang ai đứng như bóng dừa. Tóc dài bay trong gió. Dạ không, cái dừa có kia là bóng dừa. Vườn cây của ba có cây dừa. À,
Cây ba trồng sống lâu thiệt là lâu, mưa chẳng khỏi nhớ lại chẳng đổ. Thân xù xì cứ đứng sắp tới cái dừa rồi. Cành gai gốc đâm ra tua tua, với sầu riêng còn nhiều nhiều nữa. Cho em trái dừa gì. Ba cây trồng thì dễ sợ, mà trái dừa trong thiệt là dễ thương. Trái đó là trái nào? Nói sữa trái dừa. Ơn chế là của nhạc sĩ ta lại. Trái dừa. Ủa, không có bài trái dừa. Bóng dừa cũng được mà ta. Em mình vừa ăn vừa được phục vụ văn nghệ luôn á. Như người ta đang lợi dụng mình đó. Rồi. Đây, cái món tiếp theo là món cháo. Thiệt thật sự luôn á, quá ngon. Nói mấy cái món sao ngon lắm đó. Cháo hoa hồng. Thuận ơi, em ăn em đừng có hớn như vậy. Không có cái gì mà em phải tươi cười như vậy hết Thuận. Ôi giời ơi, Thuận nè. Cái vị thơm như thế nào Thuận? Trời ơi, nghe mùi hoa hồng. Không cần tả cho chị nghe đâu. Nghe nó không được tả. Thật sự luôn á, mèo ơi. Là người thiệt thà lắm. Em muốn nghe thử cái cảm nhận. Tại chưa giờ ăn hoa hồng hết đó Thuận. Nghe mùi hoa hồng thơm lắm mọi người ơi. Không cần tả luôn Thuận. Tôi bơi là hoa hồng. Từ nhỏ đến lớn chị không biết cái hoa hồng là gì luôn á. Nè. Trời, nó là hoa hồng á hả? Dạ, đúng rồi đó, trẻ phương vị nó thơm ngon lắm. Cái này người ta không có khen mình ngây thơ mà người ta chê mình vô tri đó. Đừng có vậy, kỳ quá. Chị đắp mặt nạ cho chị bớt nhìn nó. Không, thật sự luôn á. Ngon quá. Em ăn chưa? Không uổng công hồi nãy em giật chị mèo, em đè chị Hàm Chinh thiệt luôn á. Không uổng công, nãy ai chấn vô cái mỏ hát hay một cái nữa. Nếu là không uổng công, ai chấn vô rất đau à. Vậy là chắc hai anh này tại em không uổng cao em. Chấn anh rất đau. Bây giờ nè. Bây giờ cái này dễ nè. Mỗi người hai bài hát có tên của mình. Em biết nè. Hồi đó không ai ai còn gặp nàng đâu nữa. Chỉ thấy con chim rừng nhiều khi khóc, nàng khóc một mình. Chưa có chim. Thi ơi thi biết không thi. Không có chim. Nhưng mà ở nhà chị tên Thi. À, cái đó về gia đình. Cái gì vậy? Kem má. Ở nhà má em Kim là Thi mà. Trời ơi, tôi hát bài gì có chữ nhu mì tại nhà tôi tin mì. Tức quá. Tại nhà tôi hát này, hát trời ơi, nếu như ngày anh bước đến vì anh đã yêu thương em, hãy nói với anh chân tình. Rồi, tới Khoa. Khoa đâu có bài gì, bệnh viện đa khoa anh mới có cái này. Chứ đâu có tôi ở đâu, ở đây. Khoa. Nè, mấy cái bài tốt nghiệp đại học hay có đổ thủ khoa này nọ đó. Không có. Có. Giống như trường em khoa y. Gì đó. Trường em khoa y là cái đó. Ngu tri quá trời ơi. Trường đại học thường khoa nào phải có cái bài của khoa đó. Ví dụ như là khoa công nghệ thông tin. Đó, được á. Đúng không? Không, nhưng xin mà lỗi anh Giang, em xin lỗi anh Giang. Được rồi, em biết rồi, em biết rồi. Nhưng sao khoa các bạn ơi. Chưa bao giờ thiệt luôn á, em được ăn mà em coi giải trí nó vui tới như vậy luôn á. Cười lộn no luôn đúng không? Thật ra cái phần mà để mà hát mà được ăn là cái phần trái cây. Còn phần vừa rồi là hát vui thôi. Hai bài vừa rồi. Nè, nghe bé Lan hát bài hát bé Lan nè. Khoa Lan nè. Lan. Nàng mang tên là lá lan có lan. Trời ơi, nó đoạn hậu vô. Nữ cô mang có lan. Chưa đau thương, chưa biết yêu là gì. Bao trái chán đơn si mê chưa. Đó, em chỉ nhớ lá lan thôi. Tại ba em hình nhà hay sao mẹ không hát một cái bài nó sang sang. Thí dụ như là hoa ngọc lan vậy. Góc phố nơi anh hẹn cây nhung lan xoa. Mọi người phải nên hiểu cái giọng hát nào phù hợp với cái bài hát. Thôi. Thôi. À, thưa quý vị là chúng tôi cũng ăn phủ vê rồi. Cũng đã được thưởng thức văn nghệ từ các những nghệ sĩ tên tuổi và không phải tốn tiền rồi. Dạ. Đã hài lòng rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ chừa cái bụng để vòng sau mình ăn tiếp chứ. Sao ăn tiếp? Vòng sau mình thắng mà. Nhưng mà phải nói cảm nhận chứ. Khoan. Chứ vậy thôi. Khoan. Quên một điều. Mỗi vòng ở mùa này là một phần thưởng khác nhau. Trời ơi. Nên phải chiến đấu mỗi vòng. Bây giờ hãy chọn một trong ba rương. Ba rương. Tiền trong đó. Thôi nếu vậy cho anh tiền chọn ạ. Có anh chọn đó hả? Có anh chọn đó, anh chọn đi. Tiền chọn tiền. Tiền chọn số 1 anh. Số 1 đã thuộc về chúng ta. Cuối chương trình mình sẽ khui hàng. Còn bây giờ mình đến vòng 2 để xem món ăn là gì và cái trò chơi sẽ thiên về đội nào. Thưa quý vị. Thưa quý vị thân mến, ở vòng đầu tiên thì chúng tôi đã ăn nhiều món ngon rồi. Và chơi trò chơi mình chơi hoành tráng rồi. Không mà. Cái gì? Gì món ngon gì em có thấy gì đâu. Có ăn đâu biết.
bây giờ là vẫn theo trời chơi trò chơi thì nó thiên về chiều cao. Mình bỏ cái trò nào về thể lực, về chiều cao, về sức mạnh? Anh ơi, thực sự em thấy ngay từ đầu thì cái mặc định thắng thua nó cũng đâu quá rõ ràng. Chơi cho mọi người vui thôi à. Bây giờ này anh cũng quên, tự nhiên mình chọn Thùng làm gì? Mình chọn chị. Thôi chọn đi để cho đội kia đỡ buồn anh. Lan ơi Lan, anh Giang nói đủ rồi, chương trình một MC được rồi. Em không cần nhấn đi nhấn lại chị đâu rồi đấy này. Chị đừng cọc, chị đừng cọc. Em hơi tạo nét với công ty Điền Quân rồi đó. Không là MC hay gì? Quá đủ rồi. Ủa em có nói gì đâu. Trời ơi thiệt mọi người. Thưa quý vị, còn bây giờ là tiếp tục là những đồ ăn ngon xuất hiện ở vòng này, xin mời. Ở vòng trước, chúng ta ăn hoa ở trên rồi, vòng này mình ăn củ dưới đất nha. Món mở màn cho tiệc củ dưới đất có tên khoai sọ nấu sườn heo. Khoai ra từng khối vừa ăn. Cắt sườn ra từng tảng vừa ăn. Cắt hành tùy ý anh đầu bếp. Cho lần lượt sườn heo, khoai sọ. Nước sôi thì nêm nếm gia vị. Món ăn sẽ có hương vị đậm đà riêng biệt theo tiêu chuẩn của nhà hàng. Món đã chín rồi. Ăn kèm với bún là tuyệt cú mèo luôn. Món tiếp theo trong thực đơn ngày hôm nay được dự đoán sẽ sạch sành sanh cho mà xem. Gỏi khoai môn hải sản. Món gỏi quy tụ những tinh hoa từ đại dương lên đến mặt đất. Với những nguyên liệu như là khoai môn, cà rốt, bông cải tím, bông cải trắng, tôm, mực và đậu phộng. Anh đầu bếp cắt khoai môn. Anh đầu bếp cắt khoai môn nữa. Bật bếp một cái cụm. Sau đó chiên khoai cho vàng. Cắt bông cải và cà rốt. Mực và tôm sẽ đem chiên. Những nguyên liệu này sẽ được ướp với nước mắm Kerlemen và tỏi ớt. Sẵn tay đảo nhẹ cho thấm vị. Wow 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 wee. Wow 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 wee. Cuối cùng cũng đã xong món gỏi. Ăn kèm với vài cái bánh phồng tôm là nhức nhối tâm can luôn đó nha. Sẽ là món cực kỳ đậm đà và tốt cho sức khỏe. Bồ câu hầm củ sen. Công đoạn hầm bồ câu rất phức tạp và khó khăn. Nhưng để có được món ăn vừa ngon vừa bổ thì anh đầu bếp đẹp trai này không hề ngần ngại. Cắt củ sen. Nước nấu sôi thì cho bồ câu. Các nguyên liệu thảo mộc vào. Nêm nếm. Hầm chín là có thể mang ra thưởng thức rồi. Cảm ơn anh đầu bếp nha. Món phức tạp như vậy chắc anh vất vả lắm rồi. Và món vedette của bàn tiệc ngày hôm nay chính là cá chình kho nghệ. Nguyên liệu chính dĩ nhiên là cá chình và nghệ. Cắt nghệ. Hành tím. Ớt, tiêu xanh. Thái nhỏ cá. Tiếp tục bật lửa một cái cục cho chảo nóng. Thắng đường cho vàng để cá lên màu đẹp hơn. Nhưng vàng vừa thôi nha. Vàng quá khét luôn đó. Anh đầu bếp lùa các nguyên liệu vào. Đảo đều. Cho cá vào luôn. Cá kho thì không để thiếu nước mắm Kerlemen. Nêm gia vị. Rắc tiêu lên nữa là xong. Trời ơi, tin được không? Món cá gì mà ngon dữ vậy ta? Ăn chung với cơm trắng thì không khác gì cơm quê mười mấy năm mẹ nấu đâu nha.
tạm quên một é bánh bao xôi chiên xôi mặn cà phê một ngày đi nha. Nhất định phải thắng để giành giật những món ăn mờ lem này. Chơi tới bánh phà đi nào. Thưa quý vị, các anh chị, các bạn thân mến, ở mùa này chúng tôi thay đổi về kinh xếp về tất cả mọi thứ, và kể cả giọng đọc đã được thay đổi. Cô đọc này là một cô đọc cũng rất là xàm xí và nghiên cứu kỹ về tất cả nhiều thông tin. Dạ, nghiên cứu nhiều. Nhưng mà em có ý kiến, em cảm thấy cái đội này nè, coi món ăn mà làm như là món đó của mấy bạn luôn hay sao, thấy nó dễ như là sẽ ăn được cái món đó thì sao. Bộ nghĩ qua được tụi tôi. Em thấy rõ ràng luôn á, thái độ của người ta. Cái thái độ mình nên sửa lại nha. Tại vì lát nữa đầu mình thua là người ta chiếu đoạn này lại hoài luôn. Trò chơi của chúng tôi sắp chơi là quý vị, là thật lòng là nó liên quan tới chiều cao thiệt. Thì có nên chơi hay không để đỡ tốt thời gian của mọi người? Chắc bị đi à, khỏi chơi à. Đợi tụi em thắng đi, có đợi thắng đợi thua. Không đi. Sao đâu, nếu mà anh chị thích ăn quá thì giả bộ thua cũng được. Trời ơi, nó nói gì lỡ mình thắng cái người ta ngửi nghĩ nó giả bộ thua, nhỏ này nó ác dễ sợ luôn á. Chị ơi, ngồi yên mình để sức đi, mình để sức mình thắng một lần. Không thắng được đâu, khỏi để. Niềm tin sẽ tỏa sáng. Chiến thắng. Chơi à? Chơi à? Lên trò chơi. Thưa quý vị thân mến, làm gì làm gì? Ủa là... Ủa alo. Chuyên nghiệp quá mà. Trời ơi à. Đây là trò chơi rất đơn giản. Chúng ta liên tưởng tới bóng chuyền. Dạ. Và bóng chúng ta chơi ngày hôm nay không phải là những trái bóng. Những bóng gì ạ? Đây, những cái bong bóng. À, bóng bay à. Luật chơi đơn giản là ba thành viên phải ngồi lên con hươu này. Dạ. Và chúng ta dùng tay đập bóng qua bên phần sân đối phương. Dạ. Tay không được chạm vào lưới. Ai chạm vào lưới là bị phạt liền. Ba người cùng một lúc. Cái lưới nó cao bằng em rồi. Nhưng mà mình ngồi dính con này mà. Ngồi với con này mà thì mình sẽ thấp hơn mình nữa. Mình sẽ di chuyển bằng con này anh. Đúng vậy. Và tối đa cho một lượt ở phần sân của mình là ba lần chạm bóng. Dĩ nhiên một người không được chạm hai lần liên tiếp. Hiểu chưa? Ok. Chúng ta sẽ chơi 10 quả bóng. Đội nào thắng nhiều hơn thì chiến thắng. Dạ. Em nghĩ là đội bên này nên chấp tụi em đi là chấp không... 5 chấp 7 3 đi. 7 3. Em có thử là nó nhúng một cái bài tới nóc nhà. Anh thấy không? Nó khởi động thôi là em thấy nó thắng em rồi. Em đâu dám khởi động đâu, em sợ mất sức. Không, sợ gãy móng tay nữa. Em sợ cướp hộ. Rồi. Gà bóng. Xinh lên, xinh lên. Gió cho thử đi. Gió cho thử đi. Ông bà. Ra ngoài rồi, ra ngoài rồi. Một ra không. Ngoài. Trời ơi. Ê, hai lần liên tiếp không được. Ủa? Không, thắng rồi. Hai không. Hai không. Chị mèo ơi. Không ơi, đây, biết chân là thật. Mèo, 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 mèo. Qua em nè, từ từ. Hai. Qua. Lưới, lưới, lưới. Đồng lưới, đồng lưới, đồng lưới rồi. Ba không. Cái gì? Ôi, khó ơi. Đồng lưới hả? Tức ghê luôn á. Trả tiếp theo. Bây giờ, con cái này ông dài lắm, làm sao mà chơi được? Học. Lưới. Đồng lưới nữa. Anh ơi, cái lưới nó hay gì á? Đi qua đây, đổi đội hình, đi qua đây đi. Ok. Đây nè. Bốn cộng nè. Đúng rồi, đổi đội hình. Quá trời tức. Chị Mèo còn chơi không ạ? Qua nè. Không chơi nữa. Qua. Trên. Tụi em rất là nhẹ nhàng. Thôi để mình lên chơi thôi. Giỡn mà, khá khá có chơi nữa á. Hình như là Mèo có chơi không Mèo? Em hết được đụng rồi Mèo. Mèo, qua lên. Qua đây anh, qua đây, đây anh, qua đây, đây anh, qua đây. Ui. Lưới, lưới rồi, lưới rồi. Ok. Tao coi như con trai danh dự cũng được. Bổ một. Cái gì vậy anh thật? Thuận muốn nhường tụi mình rồi. 4-2 2-1 Chín. Em Mèo. Đúng rồi. Thôi, bà đi thua rồi, bà đi thua okay, rồi. Thôi đi. 4-3 Đang. Bà Đang ơi. Mèo. Mèo. 3-3
Trời ơi, hai cái rồi. Thôi rồi, rồi, đủ hai cái rồi. Rồi. Trời ơi. Như vậy là tỷ số hiện tại là 5-3. Dạ. Mèo. Đúng rồi. Đúng rồi, tuyệt vời. Ê, 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 ê. Mèo đứng lên rồi. Chưa. Ừ, hay quá. Mạnh lên, mạnh. Đúng rồi. Quá ha. Hai, hai. Chúng ta 4 và chúng ta 5. Một quả thôi là cân bằng. Yeah. Lên khỉ khí rồi đó. Cố lên mọi người ơi. Đây. Mèo, bạn bình tĩnh, càng bình tĩnh càng tốt mà. Bình tĩnh thôi bé ơi. Mèo, mèo đánh nó quá. Hai. Không, mèo. Tại sao lại? Yeah. Từ em ra, em ra, em ra. Hai. Em. Trời ơi, ông trời ơi. Tiếp tục, hiện tại là 6-4. Vô. Cố lên quá. Kết thúc luôn. Đúng rồi. Thôi nữa rồi. Rồi, mấy cái rồi. Để chị đập cho. Hên là trái này trái bóng bay, chứ nếu trái bóng chuyền là cái mặt em hư rồi đó. 7-4. Hết. Đó rồi. Hết qua thôi, hết qua thôi. Mèo đỡ. 8-4. Dạ. Ôi 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 ôi. Lan chơi Lan. Chơi Lan. Hay lắm em. Trời ơi, em thắng cho. Trời ơi, em thắng cho. Chết, chết, em thắng cho. Trời ơi. 9-4. Ôi, tôi. Tôi. Đứng cho mèo. Wow. Yeah. Thời gian hành hạ đã kết thúc. Có thể nào cho em chọi cái cuối luôn à? Về chuồng cút luôn á. Chị mèo lúc đầu là đẹp đời hình, cút sau là cố gắng nhiều nha. Cố gắng trúng lưới nhiều. Quá tức à. Lên à. Bây giờ mình quay lại cái câu hồi nãy của mèo chứ ạ. 2-3. Em cảm thấy cái đội này nè, coi món ăn mà làm như là món đó của mấy bạn luôn hay sao? Thấy có vẻ giống như là sẽ ăn được mấy món đó hay sao? Bội nghĩ qua được tụi tôi. Ừ, em thấy rõ ràng luôn á, thái độ của người ta. Wow. Hãy dựng sinh ra không phải dành cho trò chơi. Thôi, ăn đi nè. Yeah. À, thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng tôi tạo ra những trò chơi này không có dụng ý gì cả, chỉ là vô tình trùng khớp hai đội với thể hình nó khác biệt thôi, chứ cũng không có ác ý gì mấy. Ủa sao vậy? Tụi em sao nói gì tụi em cười vậy? Nhưng chơi... mà tụi em có cảm giác tụi em giống như là mấy con nô lệ trong mấy cái đại gia quý tộc rồi này kia, muốn tụi em về tiêu khiển vậy đó. Kiểu như bóng thì nó cứ đập vô mặt liên tục. Rồi, mời ra ăn lên nào. Người đâu? Quá đầu tư rồi chưa? Quá dễ thương vậy. Ủa? Wow, khoai luôn. Em thích ăn khoai lang lắm. Sáng nào chị Như cũng ăn cái này nè. Thật ra là cái menu và trong clip vừa rồi chúng ta coi đó, không có thật. Là có thật ngay thời điểm đó. Còn ngày hôm nay thì anh đầu bếp anh có việc nhà. Dạ. Nên anh gửi khoai luộc qua cho mình ăn. Món này sáng ăn rồi. Không có thèm nữa. Vậy mà hồi nãy nhìn cái clip chảy nước miếng luôn. Chờ câu hỏi, chờ câu hỏi đi. Câu hỏi gì à? Ủa, cái này cũng thèm nữa hả? Thèm mà vẫn thèm. Cái củ này ngon lắm nè. Củ gì? Khoai từ. Khoai từ đúng không ạ? Khoai môn chấm đường. Khoai môn bên kia kìa, bên tím rồi. Chứ em sợ tôi nói ăn hết quá rồi. Hỏi liền đi. Rồi. Bây giờ hát bolero. Nói. Ví dụ như ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang. Là chị S. Hát chị S tiếp. Mà có bắt buộc phải là bolero không anh? Bắt buộc bolero. Là bolero. Khó. Ai quyền quý cao sang là chết. Rồi. Sao chưa thấy hồi âm thư gửi đi mấy lần. Em hát vào đó cho, em hát vào đó nè. Chưa thấy là chữ T. Chữ T nè. Mà sao anh nghĩ giùm hoài vậy? Để cho em tự thân. Trời ơi, em không tin là đồng đội luôn á. Quá. Rồi, chị làm lại cái bài đầu tiên. Cái sao bài này bài 2 em bài 3. Những bài vừa rồi là demo thôi. Trời ơi, làm mấy bài em biết không đó. Quay về kỷ niệm lúc còn học sinh. Bùm chết. Màu áo. Hát đi, hết câu. Sa, xin màu, được rồi, xin được rồi. Màu áo đi chứ ai dễ xin, hơn. Xin cùng. À, không, em quên mất cái màu áo rồi gì nữa. Thôi, mày xin thôi. Màu áo thơ ngây, tôi đậm sân xin trường, chữ T dễ hơn. T là hát cái gì mà dễ? Tôi kể người nghe. Hay quá.
đời lang và điệp một chuyện tình cay đắng. Chữ đờ đó chị. Đời đề, tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành tật. Tê tê tê. Ủa được rồi, ba. Ủa ba đứa em tự chơi với nhau vậy? Rồi ăn đi. Yeah. Rồi các bạn được ăn này thoải mái. Mời cái menu thật lòng của chúng tôi lên nào. Yeah. Thôi kệ, có cái để nhai cũng vui. Sao em tan vỡ quá vậy ta? Mấy bạn cứ vô qua thoải mái ơi. À? Em mời chị mèo à. Ê, ê, hát quá chị hát thì ăn khoai đi ha. Trời anh đau lắm á, hồi nãy tưởng không có thiệt. Nhưng mà không ngờ cuối cùng có mà mấy anh chị vẫn không được ăn. Buồn ghê. Bất, bất giờ sống hai bạn này à. Ngon anh. Ngon. Ống mông giòn. Mông giòn gượm luôn á. Ăn với miếng tôm ngon quá. Ừ. Thật sự thì vô với nhau. Mèo. Đây. Tiền quả là người có. Em đút mèo. Mèo em đút mèo này hả? Em có muốn nghe văn nghệ nữa không em ơi? Lan lớn lên lòng lan dạ sói. Trời ơi. Trời ơi. Rồi giờ mình kể một câu chuyện ngắn. Câu chuyện nó có cốt truyện không anh? Câu chuyện được quy định như sau. Mỗi người một câu. Ví dụ tôi nói hồi sáng hôm nay đi chợ. Nói tiếp. Tôi mua một con cá. Được, nói lại câu cũ. Hồi sáng nay đi chợ tôi mua một con cá. Con cá đó tên là con cá mặt quỷ. Nói lại câu cũ. À, sáng nay đi chợ tôi mua một con cá tên là con cá mặt quỷ. Đó, hiểu chưa? Hiểu cách dạ, em hiểu rồi, em hiểu rồi. Các bạn hãy có một cái sự tư duy. Bà con ở bên sông. Bà con ở bên sông chèo ghe. Bà con ở bên sông chèo ghe nước nổi. Bà con ở bên sông chèo ghe nước nổi. Đi đua ghe. Thôi vô lý rồi đó. Nước nổi. Đúng rồi, chấp nó luôn đi. Đua ghe chứ. Chấp nó luôn. Bà con ở bên sông chèo ghe nước nổi. Đi đua ghe. Không được. Không được. Bà con ở bên sông chèo ghe đi nước nổi. Chèo ghe bên sông nước chèo nổi. Ghe nước nổi. Đi đua ghe không đi được. Đi đua ghe không được thì thôi. Nói gì nữa vậy? Không. Nước được, mình tiếp được. Mình rap câu cho người ta nói được. Ủa vậy hả? Thì thôi rồi. Thì thôi. À, bà con ở bên sông à, nước nổi đi đua ghe không được thì thôi. Nhưng mà bà con bên sông cái chuyện với tôi nói từ vậy anh. Chèo ghe nước nổi đi đua ghe không được thì thôi. Nhưng mà đi ngủ luôn. Bà con ở bên sông nước nổi chèo ghe đi đua ghe không được thì thôi đi ngủ luôn. Nhưng mà đi ngủ luôn thức dậy. Thôi mày đứa ngủ luôn đi. Ủa nhưng mà đi ngủ luôn thức dậy là cái gì? Lào lao hết chức. Nghe cái món gọi rất là ngon. Mềm mại ở rau và giòn ở khoai môn. Và ngọt, ngọt ở hải sản. Mà cá trình ngon quá à. Bây giờ cá trình sao? Nói nào. Cá trình là nó mềm, thơm nghệ. Mà không có bị, nó không có bị tanh mùi cá luôn á. Thử nghệ rất là thơm. Trời ơi ngon quá. Em nhìn anh ăn em còn thèm nữa mà em được ăn đó nha. Ủa? Cá trình ngon quá luôn á. Có hỏi em chẳng áo hết chưa kìa. Em biết là hơi đau. Tự cắn tao luôn á. Cá không hề tanh. Thịt giòn, da dẻo. Mùi nghệ. Nhưng mà tụi em không tin. Ngon. Sao anh Khoa không tin hả? Thử không? Em thử rồi. Được rồi, em đừng tốt bụng vậy. Rồi. Bây giờ mượn cái muỗng này chứ em đâu dùng làm gì đúng không? Rồi. Mình sẽ hấp thử cái một cậu hầm. Vị táo, vị thuốc, vị hạt sen, vị củ sen. Một ngọt thanh thanh không anh? Rất là thanh tao. Chưa ăn được món này thì cũng gọi là không nên sống ở đời nữa đâu. Trời đất ơi. À, mình có cần mở kênh giải trí khác không ạ? Có ạ, à, mở đi ạ. Mở kênh đi anh. Tại vì nãy giờ ăn nó cũng hơi chán chán rồi. Rồi, chúng ta sẽ hát theo chủ đề đi ha. Mình ngày hôm nay là mình ăn hoa, củ, quả. Đó, hãy hát những bài hát có hoa. Hoa lá nở thắm đẹp làng môi hồng. Xuân đến rồi đây, nào ai biết không nào. Nụ hoa thắm như giọt sương ban mai. Come on. Nhìn làng mây trắng đang nhẹ trôi chân trời. Ha. Ủa, cũ. Những đồi hoa sim môi, những đồi hoa sim tím chiều hoang biển biệt. Rồi, anh.
ăn thôi, ăn chị, thôi. Con nữa hả? Chưa có một cái khái niệm nào là hát xong được ăn cả. Chỉ kêu là hát vui thôi mà. Ủa? Anh là mình thêm một kiếp nạn nữa rồi đó hả? Chắc là anh muốn là mình hát hoa và củ quả luôn thì mới được ăn chứ anh mà. Đúng, đúng ạ. Đi dọc bờ kinh anh bắt được củ khoai. Ăn cầm chân anh mang về nướng. Hay quá. Nướng xong xuôi anh ngồi anh cắn và rồi anh ăn. Có bài đó không chị? Không. Mùi khoai rất thơm. Không, không, không. Đây là bài Tàu Anh Qua Núi. Đúng rồi. Đừng có chế là của nhạc sĩ người ta. Đâu. Thôi được rồi. Mọi người ăn đi. Bây giờ chúng ta sẽ húp cái này. Mình không còn liêm sĩ gì luôn á. Đây, chúng ta thử cái nước ha. Ngon mà thuận cạn lời luôn kìa. Trời, mà phải hút vậy là sao? Mùi hương đó, hiểu không? Trời đất ơi. Là trời. Thì chúng ta ăn á, là cái việc đầu tiên á là chúng ta nhìn đúng không? Xong rồi phải hửi nữa. Người ta gọi là hương vị mà. Hương là mùi. Tại sao mình ăn không bằng sướng lúc đó không? Mình phải sướng hai lần trước, là phải lần nhìn. Xong mình hửi. Rồi mình mới ăn sướng tới ba lần. Ừ, ok, nhẹ nhàng. Mình ăn đã, lại sai nè. Khi mình ăn đồ ăn á, mà nó đã dơ cái chén thì mình đừng có để đồ ăn khác vô, nó sai cái vị của người đầu bếp. Mình phải lấy chén mới. Dạ đúng rồi ạ. À. Đưa đây nào. Húp nào. Dạ. Ngon thật sự luôn á mèo. Trời ơi. Con chiên nó giòn rụm hả chị? Thật sự luôn á. Nếu mà vòng ba như vậy nữa em không có đành lòng luôn á. Đi về đi. Về đi, đi về đi. Trời ơi. À, ngọt ngào của khoai môn, bùi béo, thơm phức. Đâu, làm một câu thơ có sườn khoai coi. Sườn non thì nấu với khoai. Đúng rồi. Khoai non thì khoai ngon thì nấu cái gì cũng ngon. Ồ, hay quá. Đó là thơ hả chị? Sườn sườn non thì nấu với khoai. Canh ngon thì thấy mà ai không mừng. Đúng không? Cũng kỳ luôn. Thường ngon thì nấu với khoai. Mở ra hơn phức cả nhà muốn ăn. Ồ, nhưng không có chữ oai. Thường non thì nấu với khoai. Nêm thêm nước mắm ăn hoài tới khuya. Ồ, hay quá, đúng rồi, tuyệt vời anh ạ. Trân, thưởng đi ạ. Mấy đứa ở nữa không? Trời ơi, vô chú ơi. Không sai không về. Cái gì vậy? Trời. Thưa quý vị là mình ăn giả tượng thôi. Mấy cái món này đúng là món gọi là dưới quê hay làm á. Không không, dưới quê không làm. Có quê không sao vậy đâu. Quê tại quá. Tại vì kho nghệ này, rồi nấu khoai. Ngày xưa là làm gì có cái gì khác để nấu. Khoai ngoài vườn đem vô, nghệ ngoài vườn trồng, rồi có gì nấu ở đó. Sườn mềm luôn, sườn mềm, thịt mềm. Tức quá giờ sao Trinh? Ngon quá hả? Nè, em đút gì một miếng nè. Trinh nó thần kinh phân liệt luôn rồi kìa. Dạ, miếng đen nè. Thấy sao cái vị nó thanh không? Chị thấy cái vị nó như cá lăn đó. Thưa quý vị, đôi khi khi chúng ta không có thức ăn vào thì cái ảo giác. Cái lượng quá về năng lượng gốc máu không lên não. Nó tạo ra những cái hệ thần kinh nó bị rạn vỡ trong neuron não. Dẫn đến các tình trạng là ngồi nói một mình, không có chủ đề, không có điểm nhấn. Đó, lạc ra. Đốt chị một miếng xương xa dưới quê. Ngon. Ngon quá, cái nước cốt dừa nó làm cho chị cảm thấy nhớ quê quá. Và chúng tôi xin phép được ngừng vào mày lại để giảm bớt áp lực căng thẳng lên neuron thần kinh của đội thua để còn chơi vòng tiếp theo. Và vòng này chúng ta có cần phải chọn Rương không? Nhường cái vòng đó cho tụi em được không ạ? Đâu cần phải chọn chi, tại lát vòng kia cũng của mình rồi. Cũng đúng rồi, cũng hơi ngại. Nghe như cái điềm báo á gì, bị ngại á. Thôi cứ chọn đi ha. Dạ, thôi chọn. Hồi nãy số 1 rồi đúng không? Giờ số 2 đi, lát số 3 mình luôn đó. Cũng vậy thôi, dạ số 2 rồi. Số 2 đi, và bây giờ là vòng thứ 3 thưa quý vị. Ôi, thật sự no đó. Dạ. Tại vì tụi không lẽ tụi em thắng lại ăn nữa thì nó quá no. Trong khi đội bạn thì nó quá đói. Tụi anh thua no rồi hả? Thua. Rồi, tiếp tục là những món rất là ngon. Xin mời quý vị xem clip. Nãy giờ chơi game mệt rồi đúng không chị? Không sao đâu, vòng ba chị sẽ mệt tiếp đó. Hãy đến với những món ăn của vòng này để bớt mệt phần nào nha. Món vịt cỏ ớt dâu, nguyên liệu chính là dâu tây, góp phần giúp cho vịt cỏ thơm và ngọt hơn bình thường. Đầu tiên, bắt tay ngay vào việc cắt dâu tây. Hành tím, củ hành tây,
Sau đó cho vịt vào hầm cùng với các nguyên liệu. Dâu tây sẽ cho vào cuối cùng, rồi nêm nếm gia vị. Rồi. Ta-da! Món này sẽ ăn kèm với bún. Một món ăn vừa dễ làm lại còn ngon như thế này. Chị Khả Như tập nấu sau này cho chồng ăn cũng được đó nha. Món tiếp theo chắc chắn không còn gì xa lạ với chúng ta. Đúng vậy, đó chính là món ốc bu ôm chuối. Trời ơi. Nguyên liệu bao gồm chuối xanh, hành tím, thịt, ốc, đậu hũ. Công đoạn đầu tiên, cắt hết tất cả các nguyên liệu vừa nói xong. Ốc thì chúng ta sẽ ăn thịt và nhờ người khác đổ vỏ. Cho dầu ăn, phi hành tím. Lần lượt cho thịt, ốc bưu, rồi đảo đều. Cho thêm nghệ, cuối cùng cho đậu hũ vào, nêm nếm gia vị. Vậy là xong món ốc ôm chuối thơm phức rồi. Chị Lưu Hà Trinh vừa đọc thơ vừa ăn món này cũng được đó nha. Ngon quá. Lóc cà lóc cốc, ta có quả cốc, bắt thêm cá lóc, làm cốc kho cá lóc luôn. Tộc trưởng ơi, món cốc kho cá lóc vừa giản dị vừa ngọt ngào của vùng sông nước. Cắt hành tím, ớt và hành, sau đó cắt lá cốc ra từng khoanh. Sơ chế nguyên liệu coi như xong. Bây giờ xoắn hai tay áo và bắt đầu làm thôi. Lại thắng đường để cá lên màu đẹp hơn. Cho hành tím, tiêu, ớt vào cùng. Đảo đều tay. Tiếp đến cho phần cá lóc vào sau cùng. Đã kho cá thì không để thiếu nước mắm. Mà đụng đến nước mắm thì phải lấy nước mắm nhĩ của nhà tài trợ Colorman. Thêm đường, cuối cùng cho cốc vào, đảo thật nhanh tay. Ăn kèm với cơm trắng nữa là tuổi thơ ùa về luôn đó. Cái này thật sự ngon nè. Chốt đơn sẽ là món mực tí cà thơm. Nghe tên thôi là đã thấy thơm thiệt thơm rồi. Công đoạn đầu tiên, cắt hết những nguyên liệu có sẵn. Phi hành, cho mực, hành tây, thơm và cà chua vào. Dầu hào sẽ làm món ăn thêm hấp dẫn. Cuối cùng bỏ cần tây, nếm gia vị, cho ra dĩa và thưởng thức thôi. Vòng này phải giằng xé đội đối phương để giành chiến thắng, để được ăn món ngon, chứ để thua là không được ăn đâu đó nha. A hi hi. Nó cười vô mặt chị đó mèo. Cái giọng đã thấy ghét rồi mà gặp tâm lý người ta đang buồn bã nữa. Đang cọc nữa. Nhưng mà yên tâm, ở vòng này một trò chơi khác biệt, cần tới sức mạnh và chiều cao. Ngủ thôi hay là giờ em vô lều em ngủ giấc rồi mọi người. Ăn xong rồi kêu tụi em ra được không? Thực ra trò chơi ở vòng này là trò chơi của tuổi thơ. Tuổi thơ. Ai ở dưới quê thì lợi thế hơn. Ở đây ai ở dưới quê? Em. Ai cũng ở dưới quê. Em cũng ở dưới quê mà em không có chơi gì. Mà dù em ở thành phố nhưng em được chơi những trò chơi dân gian tuổi thơ khá nhiều. Trò chơi của chúng ta cần tới sức mạnh, sự nhanh nhẹn và làng hơi. Làng hơi. À, chơi u hả? Chơi u. Yeah. Thưa quý vị thân mến, trò chơi tuổi thơ ùa về, trò chơi u. Luật chơi như sau. Trời ơi. Bên đây nếu u trước thì mình sẽ chạy qua ta u. Trong thời gian mình còn u là phải đụng được người ta, sau đó chạy về. Tụi em bắt lại được không? Từ từ, bình tĩnh. Dạ. Chạy về mà vẫn còn đủ hơi thì những người bị đụng sẽ bị bắt làm con tin. Dạ. Còn trong thời gian mình u mà người ta níu mình lại được. Níu. Không chơi bệnh viện nha. Giữ được, giữ đến nào mà khi người ta tắt, người ta không còn u được nữa là mình bắt họ làm con tin. Trong trường hợp, trong trường hợp có em người... có chút xíu à, nó nắm em một cái em tắt thở rồi đó. Ôm nhẹ chị thôi là chị đã hết hơi rồi. Tụi em đến từ sân vận động hả? Hay gì tụi em bự gì vậy? Trong trường hợp mà đồng đội mình bị bắt làm con tin thì mình qua mình phải đụng được người đó. Ví dụ như bị bắt đúng không? Đụng như phải chạy về. Và những người khác mà không bắt được mình á, mà đụng mình á là bị bắt làm con tin lại. Chúng ta chơi ba lượt, đội nào bị bắt hết là đội thua. Nhớ tập trung nha, tại vì vừa u vừa cười là đứt hơi nha.
Rồi lui nào, lui. Mèo qua trước hay sao? Đợi mình ưu trước hai ba. Cái gì? Ủa đi. Ok ok, từ từ từ. Hít vô, hít vô. Chạy ra đi Mai, chạy ra đi Mai, chạy đi Mai. Mai ơi chạy đi. Cảm giác như anh tán một cái tường. Trời ơi, anh ơi đội nó bắt người như bắt mũi gì đó lẹ lắm á. Người mà bị bắt phải đứng trên thảm cỏ. Mèo, tụi nó sắp qua rồi kìa. Đổi được không? Đổi người bị bắt không? Không? Cho mèo qua bị bắt. Em xin cử anh tiền qua nè. Em qua đi cho vui, em qua đi cho vui. Em qua hả? Cho vui. Mèo, chui vô rương lẹ lắm. Em tệ chị lại. Một người còn sống cũng được chị. Nó như con kinh công vậy. Em lan quá kìa. Em lan quá kìa. Qua hết luôn. Cái gì vậy? Trinh đụng chưa? Trinh có đụng không? Có. Hai người em đụng. Em chạy theo thôi. Trinh có đụng bé không? Trinh chưa? Trinh chưa? Ai nắm cái áo em? Mèo. Rồi mèo bị bắt. Anh định bắt em hả? Hả? Anh định xí em bằng vòng tay đó sao? Không phải là lúc này đâu. Trinh ơi, bây giờ mày bớt điên. Khi mày qua mày cứu tao về rồi chết. Chị im lặng. Em không cứu chị được đâu em. Nè coi nè, tao đừng có mắc cười, mắc cười không được. Chị giao đãi hơi lâu rồi đó. Dạ dạ dạ. Ủa gì vậy? Rồi làm vậy rồi làm sao thắng? Rồi xong. Rồi tiên qua khiên về. Cái gì? What? Thôi thôi khoan 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 đi. Từ từ. Chui vô cái hòm đó đi. Ừ. Đồng đội muốn làm gì làm đi nha. Anh bưng nguyên cái thùng qua luôn anh. Rồi ok. Thôi thôi vậy bị đụng rồi. Bây giờ chị gán chạy thôi. Đúng rồi. Bây giờ chị chạy ra khỏi chương trình đó thì được. Qua đi tiền. Một không ghi về đời chúng ta. Em không dám kéo luôn á anh. Bất công quá hả? Ồ ồ nữa hả? Khoan ơi, bắt thuận luôn. Không được đâu, không bắt được đâu. Bắt nhỏ, bắt nhỏ. Thôi bắt không, ở đâu bắt nhỏ. Mấy ông chạy đây. Mấy ông chạy đây. Ai ơi, giữ lại, giữ lại. Ây. Anh chị ơi, anh đi sớm quá vậy. Bây giờ mình qua U cho người ta bắt luôn là thua nữa. Lôi vậy. Rồi qua bắt luôn. Bắt kỳ quá vậy. Bắt đi em. Qua bắt hả? Qua bắt đi. Đừng có trốn nữa, lại đủ lại đó. Nhìn mặt chiếc cầu có sợ đó. Ôi, chị Mai ơi. Hay quá mừng. Kéo lên, đúng rồi. Lui lại trên, lui lại. Chị, đừng bỏ chị. Chọn lát nó đi. Đừng bỏ chị mà ra. Năng ơi, đừng bỏ chị. Đừng bỏ chị mà ra. Chọn lát nó đi. Rồi hết hơi rồi. Rồi 2-0. Bây giờ vậy nè. Bây giờ Tiền với lại Lan nghỉ ngơi nè. Một bình thường chấp hết. Được. Chơi không? Chơi luôn. Cố lên Thuận ơi. Hỡi quái vật chân dài. Hỡi quái vật chân dài. Trời ơi, coi mèo kìa.
Ủa, cho em hỏi, chị Mèo có phải trong đội này không ạ? Chị có gì với đồng đội? Em sợ tự chị Mèo đi chạy ra tới xe của chị Mèo. Mình có thể giữ được thuận mà Mèo. Mèo ba người mà Mèo. Sao chị chơi gì kỳ vậy? Không, em nhớ hồi nãy là anh Thuận vừa qua là chị Mèo vậy nè. Hồi nãy Mèo đang đứng vậy phải không? Anh Thuận vừa qua hai kia nhảy vô phèo vậy. Chạy ra. Em thất vọng vì đồng đội thủ lĩnh của em quá. Chiếu lại một lần nữa cảnh Mèo chạy cho em coi được không? Em tức quá. Hỡi quái vật trong trời. Hỡi quái vật trong trời. Đó, thấy chưa? Rồi, hai đứa qua bên đây. Nữa. Quý vị, hồi nãy giờ Khải Như chỉ giả bộ thôi. Bây giờ là qua cứu nè quý vị. Quý vị tin tôi đi. Thua nữa nè quý vị. Vì hạnh phúc quá hơi. Không có cần em ấm chị đâu thiệt. Mà ấm buồn ngược em rồi làm sao em buồn. Đúng quá. Ba vòng thua liên tiếp. Đúng quá. Mặt mũi đâu nữa mà ra giang hồ. Ai da. Lại ăn nữa hả anh? Từ đầu đã nói được cái chọn thùng rồi. Chọn chi của mình hết mà chọn. Thì đó. Thôi bây giờ ăn mở giải trí coi nữa chứ. Không, lần này mình không giải trí nữa. Đây mình thử ốc. Ồ, chuối. Đó, nó ngon. Thôi, thì nhìn cái miệng anh nha, ăn chịu không nổi. Mày luôn chọn ốc, ăn ốc hay ngon. Cha nấu này ngon. Nhớ cha đúng không? Cha, cho con ăn. Nope. Ốc giòn, chuối, bùi mềm. Đợi câu hỏi đi, đợi câu hỏi. Không phục vụ văn nghệ nữa. Phục không, vụ không, cũng không có được ăn đâu. Không, mình không phục vụ. Chẳng ngon quá. Nhưng vẫn phục vụ à. Không, tụi em là kênh giải trí quá. Mọi người muốn nghe nhạc Hàn Quốc không ạ? Tụi em hát nhạc Hàn Quốc cũng Black được Pink ạ. Blackpink. Ồ quá mấy đứa. Blackpink. Ồ quá mấy đứa. Tắt kinh luôn. Dòng này mình phải nền nã tí. Trời chuối mà ngon như khoai vậy á thì. Có ba chỉ nữa nha mọi người. Ờ đúng rồi, có thịt đó. Quang cứ tưởng nó là chuối sống nó sẽ chát nữa. Mà nấu lên nó không chát nữa. Trời, nó ngọt, bùi. Bùi mà. Có mẻ nữa mà. Mẻ mà nhúng bắp bò vô thì thôi. Mà bình thường anh Giang làm á, cái vị cũng giống vị ba em làm á. Ba cho con miếng đồ ăn. Thôi hỏi đi ha. Không biết mà khi mà dâu mà bỏ vô món mặn á nó còn ngọt không anh ha. Em ăn dâu cũng được mà đúng không? Alo. Mất sống rồi, mất sống rồi. Nếu mà ăn trái cây được thì em gấp cho chị trái ớt. Mực xào. Thơm. Ngon quá, thụ. Chấm miếng nước mắm. Món này thì mình ăn nhiều rồi ha. Mực xào ăn nhiều rồi. Mà mực giòn, thơm, thơm. Thơm ngọt luôn á. Ừ. Ủa mà sao cóc nó trong lại vậy hay ha. Cái món này lạ nè. Đây giờ mình sử dụng món này đi. Thơm thơm quá. Vịt hầm dâu. Lần đầu tiên là em biết món này luôn á. Chua chua thơm thơm. Mà sao hai người cầm đũa sẵn để làm gì tôi không hiểu thật sự. Tại sao hai người cầm đũa sẵn? Tiềm thức mình kỳ lắm. Em mời anh chị. Mời em, mời em. Là em muốn phóng chiếc đũa vô con mắt nó dễ sợ. Sao? Nó còn ngọt không? Nó có chua không? Chua chua. Mà cái dâu nó bọng nước á chị. Mình cắn á cái nó xịt xịt xịt. Từ cái những cái hạt dâu á. Nó bắn vào trong hạt cái dâu á. Nhưng mà nếu mà mình nuốt hạt dâu là dâu nó mọc cây đó. What? Mọc cây trong bụng đó. Thương quá. Thương quá. Nó lại như vậy nữa rồi. Cái sai lầm nhất của tôi ngày hôm nay đó là chọn đội thôi. Chứ thật sự thì thật sự là trên mình cũng thua nha. Ừ.
không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội y. Không, ba đứa em cũng một tông rồi, không sao đâu. Ngon quá. Quá trời ngon luôn thật sự. Hay nha, hôm nay trái cây nào mà vào món không ngon hết. Ăn cực kỳ ngon. Giải thích với chị làm gì em? Nè, nè bây giờ cái miếng cốc này nè, em để nằm ngang y như chị mèo lúc nãy mà bị anh tiệt vào ngang. Làm hết dễ sợ. Ăn đi không cần phải tả chị nghe đâu. Cách đây hình như một ngày anh cứ đọc một cái tờ báo rồi đó mà nói là cả Dư là chuyển qua nghề ca hát hả? Không có anh. Thấy bảo đảm. Không có chuyển anh. Nhóm lớn sân à, lớn sân ca hát cũng không lớn luôn, lén lút. Là lúc đó mình làm gì vậy? Dạ em làm series cover. Cover những bài gì? Những bài nhạc mình thích đó. Đó là những câu chuyện tình. À dạng vậy á. Tại vì em có thói quen là hay viết note á, viết note trên Instagram á, thì em kết hợp cái note Instagram với những bài hát. Khi con người mình làm bất kỳ điều gì đó là mình mong chờ điều đó nhiều nhất. Dạ. Có nghĩa là ý chị là không được yêu á. Không phải. Mình sẽ đặt anh, mình đặt từ album series chưa? Dạ rồi. Được vậy, đặt từ đầu tiên là yêu dại khờ và đừng đi. Album thứ hai là lời chưa nói, không có album nào có tình yêu hết á. Không có album nào có tình yêu hết. Em phải đặt là giống như là những chuyện tình chưa bao giờ đến. Mãi mãi không về. Đó, không thể kéo dài thêm nỗi đau. Ôi, anh Giang, anh dẫn chương trình này ngày càng sâu sắc luôn á. Chúng ta phải kết thúc những mảnh tình gian dở với ẩm thực để chuyển đến một cái phần cuối là phần thứ tư. Là cái vòng này á, mùa này thưa quý vị là chúng tôi mời những bậc tiền bối, những bạn trẻ, những người có những gánh hàng rong, những người có những quán ăn dễ thương, những người có những công thức chế biến độc đáo và những món ăn nổi tiếng về cho các nghệ sĩ thưởng thức. Wow. Và cái món sắp tới đây là một cái món mà các chị em phụ nữ và các bạn trẻ rất thích. Bánh tráng trộn. Không. Nope. Chuối chiên. Chúng ta chờ xem đó là món gì. Xin mời. Thưa quý vị thân mến, đây là vòng cuối cùng thì chúng ta sẽ ăn cùng nhau. Dạ. Chứ không có thi thố và không có hành hạ nhau nữa. Đây mới là giây phút nhân văn của chương trình. Đúng, chương trình luôn có những giá trị đích thực. Một không khí rất hòa ái và mình không có đố gì hết đúng không anh? Không đố, không gì cả. Không có giải trí, không có văn nghệ. Không có văn nghệ, văn gương gì cả. Tuyệt vời, nhân đạo quá rồi. Bây giờ chúng ta cũng thấy chiếc xe vừa đây. Các loại chuối nếp nướng rồi bánh chuối hấp, rồi bánh có mì gì quá trời. Và chúng ta chào đón vợ chồng chú Tư. Xin chào Thiên Đường ẩm thực. Xin chào tập trưởng. Tôi tên là chú Tân. Hôm nay đem đến cho Thiên Đường ẩm thực những món chuối nướng, bánh mì, bánh tằm và chuối hấp. Tôi làm được mấy chục năm. Coi như là những món này là những món gia truyền của cha mẹ để lại. Chuối nướng là coi như là bị coi trước tiên đó là mình xào dừa, cái tóc dừa với đường với này kia xong dừa rồi đó, rồi mình đổ nếp vô rồi mình xào lên xong rồi bắt đầu đổ nếp lên mình xào xong rồi bắt đầu đều hết rồi bắt đầu đổ ra trong cái sửng để mình hấp da nếp xong rồi là bắt đầu mình đổ ra ngoài, bắt đầu chuẩn bị gói xong rồi bắt đầu đem lên đi bán, đẩy ra để đem lên nướng ăn kèm với nước cốt dừa. Đó, còn bánh tằm cũng vậy, bánh tằm thì có 15-20 phút thôi. 20 phút là nó xong cái một sẵn. Bánh tằm thì mình đem củ khoai mì, mình vô máy mình mài xong xuôi rồi bắt đầu đem ra mình trộn cốt dừa vô rồi bắt đầu mình đem ra mình với lá dứa, lá cẩm. Lá dứa mà cái nào lá dứa là ra lá dứa, nào cái lá cẩm thì nghe ra ra lá cẩm. Đây là chỉ làm hai màu, lá cẩm là lá dứa đàng hoàng chứ không có làm màu. Chín giờ bắt đầu mình để ra cái thau dừa nè, bắt đầu mình bỏ vô cái thau dừa đó, mình lấy dừa mình qua đều, bắt đầu xếp là bắt đầu mình cắt, để kéo mình cắt ra nó mới thành sợ. Bánh mì coi như là mình bỏ vô trong nồi
đổ nước cốt dừa vô mình bắt đầu mình nấu lên. Nấu lên xong rồi mình đem ra chín, rồi mình đem ra vô, bỏ vô trong cái nồi đó. Bắt đầu mình lấy cái giả, giả ra. Xong rồi mình lấy cái khuôn, có cái khuôn nữa, đeo vào tay vô mình ép. Ép xong rồi mình lấy ra, nó có cái bánh nó tròn tròn như vậy. Tròn tròn như vậy bắt đầu mình đem ra mình nướng. Sáng sớm 2 giờ dậy tôi làm những thao tác như vậy để rồi chia ra cho mấy con tôi đi bán. Xong rồi bắt đầu tôi đi xuống, tôi cũng đi xuống dưới Sài Gòn tôi bán. Là coi như là làm 4 xe, bán hết giờ nào về giờ đó, con tôi ở trên đây là nó bán hết giờ nào về giờ đó, tôi ở dưới cũng vậy. Nhưng mà 11 giờ mấy, 12 giờ tôi mới xuống tới dưới, là tôi bán tới chiều. Món này nó dân giả nhưng mà nó dễ ăn. Dễ ăn mà dễ nuốt. Nay tôi đem tới cho Thiên Đường ẩm thực tặng cho khách mời. Từ á. Dạ. Chào cô chú. Chào cô chú. Chú ơi, mình làm cái xe này được bao nhiêu lâu rồi chú? 4-50 năm rồi. 4-50 năm. Wow. Dạ. Trời ơi, hơn tuổi em luôn. Hơn tuổi tất cả chúng ta. Rồi bây giờ các bạn trẻ ơi. Dạ. Các bạn ăn gì nào? Dạ em ăn bánh khoai mì. Em thích bánh khoai mì, bánh tằm nữa. Dạ, để bánh chuối nữa. Chụp giật lại. Thôi để chú mày. Để em giữ chị em lại. Giờ bánh khoai mì. Dạ. Giờ gì nữa? Bánh tằm mì. Cái bánh này là gì em quên mất rồi nhờ. Dạ bánh tằm mì. Khoai mì. Khoai mì. Khoai mì nướng luôn. Cái này là chín nướng nè. Dạ. Cái này là sống nướng nè. Cái này đó là hồi xưa đó là mình làm bằng trà bông. Dạ. Giả ra trà bông mình bỏ vô thau. Dạ. Mình để miếng dừa lên. Dạ. Bây giờ bán cái đó ế quá, lỗi thời rồi, bây giờ mình làm như vậy. Dừa nhám là dừa nhà nhà. Mình trộn vô. À. Trộn vô rồi nước cốt dừa, đậu xanh. Dạ. Rồi mình ép ra. Rồi mình nướng. Cái vậy mình ép ra nướng. Dạ. Đó, còn cái này là sống. Sống. Mình mài. Dạ. Mình mài bằng máy. Dạ. Xong rồi mình làm đổ nước dừa, đậu xanh, nước cốt. Công phu quá. Đó, vô đó mình ăn. Công phu quá. Là bình thường là cô chú làm, ở nhà làm. À, cái này ở nhà làm, không có bỏ mối ai hết. Người xe. Độc quyền không cô chú? 4-5 xe. 4 xe. Hai đứa sinh đôi với hai vợ chồng. À nhà 4 xe luôn hả? 4 trời xe. Ơi trời. Bởi vậy hai xe này, cái xe này là cái xe ở nhà ở Thủ Đức. Dạ. Còn hai cái xe mà quay hồi bữa đó là ở kiến trúc đó là còn đang gỡ. Dạ. Dưới. Trời ơi, tập đoàn dưới đó. Tập đoàn khôi mì. Biết sao không, phải tập cho nó bán để nó có tiền nó nuôi con nó. Dạ, để đúng mình rồi. Già nuôi nó hoài sao một đúng, ngày đúng. Nào mình cũng mắc giờ. Đúng. Giữa một ngày nào mình ngã xuống rồi ai nuôi nó? Tức là co cho cần câu đó. Dạ. Dạ con mời cả nhà. Dạ mời cả nhà. Con xin phép nha. Ăn đi, ăn đi. Đây, mời cô chú ngồi ạ. À. À bánh tằm. Trời ơi, cái khoai mì cái này cũng là khoai mì luôn đúng không con? Dạ, này, cái này nè. Dạ. Này nè mèo mèo. Chú không thích con đúng không? Đâu phải không thích. Tại con không có nĩa. để con. Để con. Các chị, kệ cho bé nĩa rồi. Đây đây. Mà không, chú thiệt tình, chú không thích con hả? Đâu có. Đâu có. Cái khoai mì sống ngon quá. Ừ. Cái này ngon kinh khủng luôn á. Giờ hai chồng mình làm ban ngày khoảng mấy giờ mình bắt đầu mình làm, mình chế biến ạ? Coi như là 2 giờ sáng. 2 giờ sáng. 2 giờ sáng vậy. Chế biến. Chế biến cho tới 9-10 giờ là xong hết rồi. Lên xe. Dọn đồ rồi để lên xe chở xuống với Quỳnh Chiểu. Tại vì mình 4 xe lần mà. Vậy mấy giờ mình xong à?
Mấy giờ mình bán xong mình dọn hàng về ngủ à? Coi như là 12, 11, 12 giờ bắt đầu bán ở dưới Nguyễn Chiểu. Còn ở trên chợ, ở trên nhà đó là 9 giờ mấy là mấy nhỏ nó bán giờ ra ngoài chợ mỗi nó bán rồi. Chắc tới tối mới sao bán 11 giờ đi. Đâu có. Bán mình đồ mình ngon mà bán lẻ lắm. À, bán 11 giờ đi vô à. Vậy là mình chú cẩn hàng như chú về xuống 11, 12 giờ chú bán. Dạ. Rồi coi như chú bán một buổi chiều thôi à. Chiều tới tối là chú hết chú về. Chắc mình cũng để dành được kha khá đây, mai mốt chừng nào mình định nghỉ hưu. Đâu trời ơi, dành được đâu, nuôi con nuôi cháu bây giờ nuôi đời con đã bây giờ tới nuôi đời cháu luôn nè. Ủa chú năm nay nhiêu tuổi à? Chú là 36 nè. 36 tuổi đây là bả. Cho nên là mình thấy một điều đơn giản là 62 à. Đâu là hạnh phúc? Hạnh phúc không nằm ở việc nhiều tiền hay là giàu sang, mà hạnh phúc nằm ở chỗ là bên cạnh nhau, cùng nhau. Có một đợt anh đi diễn về thì anh tự lấy xe về thì cũng đi ngang cái đường Trương Định. Thì nơi đó có hai cái xe rác nhỏ mà để đẩy á. Thì có hai ông bà già, gọi là cô chú già, trạc tuổi chú gì đó, ngồi bên lề đường trải chiếu và ngồi ăn hai cái tô gì đó nhìn xa không thấy rõ, mà cười nói vui vẻ. Nó không có chụp hình lại. Con gửi cho vợ. Nó em ơi, đây là hạnh phúc nè. Giờ để con nói thì chắc lúc đó chắc chú á, hồi xưa đó chú ở ngay đó đó, nhà chú ở đó. Dạ. Bây giờ ra nhà thì nhỏ giờ trong hẻm, rồi đi tối với trưa rồi hay ra ngoài đó ngồi ăn uống này, ngồi trải chiếu rồi ở ngoài. Dạ. Đó đó là được Nguyễn Thị Diệu với Trương Định. Trương Định. Dạ đúng rồi, đoạn đó. Để về cũng coi lại cái hình tại đó. Tại vì là chú nói con nghe rồi, xưa là ở đó đó chuyên môn bán phai mì bánh tầm này nè, bán gánh bán bưng với xe đẩy. Dạ. Là nó là như vậy đó. Dạ chú, đây là một phần quà của chương trình gửi tặng cho cô chú, xem như là một kỷ niệm với chương trình. Dạ. Dạ. Xin lỗi ạ. Cảm ơn cô chú, sao tụi con mới có ăn ngon. Ngày hôm nay cảm ơn cô chú đã dành thời gian đến với chương trình và chúc cho gia đình mình sức khỏe và buôn bán đắt hàng. Cảm ơn cô chú. Dạ, cảm ơn cô chú. Mà sao không biết cảm ơn? Rồi cảm ơn rồi, bây giờ cảm ơn. À, bây giờ cho xin cái xe đó được không? Xe xin là hết giống á. Mình về đó rồi, còn chú hết giống á. Nói chơi rồi. Cảm ơn cô chú đến chương trình. Xin cảm ơn. Bây giờ chúng ta sẽ gọi là khui quà. Cũng chả có bất ngờ gì đây cả. Thuận ơi, lấy hết về đi Thuận ơi. Chứ giờ không có kịch tính gì cả. Hồi nãy em thấy chị Trinh có leo vô một thùng á. Thùng của ba chị thấy có cái gì có nhìn được, nhưng mà không biết là cái gì. Giống như là một cái gì đó nó cuộn lại, giống như chiếu chỉ gì đó, nhưng mà tiền cuộn thôi. Bằng lá chuối á. Tiền mà thôi, không có gì đâu. Trọng dày lắm. Tiền thôi, không có gì đâu. Lấy tiền đi. Của mình đó. Trời ơi. Đâu hỏi ai tiền à. Cái lần vậy đó. Ăn đi mèo. Em mở cái thứ ba trước à, nãy chị Trinh nói trong này đúng không? Giống như cái cuộn lá chuối gì đó, chắc là cuộn tiền á. À, có cuộn lá chuối nha. Cái một là cái gì? Ủa cái nào cũng có cuộn. Vậy là ba cuộn luôn. Dạ, nó có một cái tờ giấy à. Ôi em thấy số không là số giống luôn như là nha. Chúc mừng bạn may mắn lần sau á, đúng không? Thì ba cái cũng phải có cái 10 triệu á. Thì ba cái gom lại là 10 triệu đó, khỏi cần coi nữa. Ôi vậy hả? Ủa sao có bản không động đây? Trời ơi, chương trình thật là tinh tế. Thôi nhường anh tiền cầm nè. Đây là cái bản mình dùng để che cái mặt mình lại. Thôi anh. Cái bản cho thấy con số à. Đó. Đó. Ủa qua đâu rồi? Ôi, mất tiếc rồi. Ngày hôm nay cảm ơn hai đội chơi nha. Tới chơi rất là vui. Và ăn được nhiều món ngon. Và có tiền mang về. Giống như anh Giang nói chuyện với đội đó chứ không nói chuyện với mình á. Chơi vui là mình cũng vui rồi đó. Ăn cũng không ngon, ngon cũng không ngon luôn. Ăn có được món cuối vớt vát chút xíu. Không, anh này ngon. Rồi, cảm ơn nha. Cảm ơn rất là nhiều. Và cảm ơn quý vị nghệ sĩ tới đây với mục tiêu là mang lại tiếng cười cho quý vị. Và hôm nay họ đã làm được. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Chương trình Thiên Đường Thực do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông và giải trí Điền Quân thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên HTV7. Xin cảm ơn nước mắm Calamen đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Tên em tên gì ạ? Lung Thị Linh ạ. Lung Thị Linh ạ. Rồi mời Lung Thị Linh và các bạn chào mừng đến với bộ tộc vui vẻ của chúng tôi, Thí Điểm Ẩm Thực mùa thứ 6. Đúng vào nhé. Dạ
Bớt nhìn lại nha, ngại miệng quá. Nghe tiếng kìa. Giòn. Ngon phải không anh? Giòn. Nước mắm Colorman, đậm đà hương vị truyền thống.